Xin chào quý vị và các bạn. Bên Khiêm thì mới về hai mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2020 quý vị. Một chiếc màu bạc, một chiếc đời màu đồng ánh kim, và hai chiếc này thì đều mang bảng số tại thành phố Hồ Chí Minh hết. Và những cái mẫu xe này chạy số km rất là ít nha quý vị, chạy dưới 30.000 km. Hôm nay Khiêm sẽ giới thiệu quý vị một mẫu xe màu bạc trước nha quý vị. Đây, màu bạc này quý vị. Fortuner máy dầu số tự động đời 2020, chạy khoảng cỡ 30.000 km, mang bảng số tại thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị nào mà thích những cái mẫu xe máy dầu số tự động này á, để đi trong thành phố số tự động thì nó khỏe, mình điều khiển nó dễ. Còn máy dầu thì tiết kiệm nhiên liệu, thì quý vị hãy ghé Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để Khiêm có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất về mẫu xe này, hoặc là quý vị có thể gọi hotline cho Khiêm ha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Khiêm khám phá chi tiết cái mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2020 này nha quý vị. Đây, quý vị có thể thấy nè. Đầu tiên là quý vị có thể thấy là nhìn tổng thể của xe này ạ. Xe này là có màu xe là màu bạc nha quý vị. Quý vị nhìn thấy nè, ngoại thất nè. Đó. Đây là hiện trạng của cái xe này mà bên Khiêm vừa mới thu về, chưa có làm đẹp gì hết nha quý vị. Hiện trạng xe sao thì bây giờ bên Khiêm để như thế vậy đó. Chưa có qua bất kỳ cái công đoạn xử lý nào. Đó, thì quý vị có thể thấy nè, nước sơn nè, rất là bóng bẩy ha. Đó. Đây nha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Đó. Xe này thì hiện tại á đang có bảng số tại thành phố Hồ Chí Minh nè, 51H này quý vị. Đó, quý vị thấy không? Nè. Đây, quý vị thấy không? Cụm đèn nè, đường còn rất là sáng ha. Đó, nè, những cái chi tiết này quý vị nè. Đó, quý vị thấy không? Xe này bảo dưỡng rất là đều trong hãng quý vị. Xe mới chạy 30.000 thì chỉ qua cỡ 5-6 lần bảo dưỡng thôi. Đó, đây, quý vị nè. Quý vị nhìn thấy không? Phía trước này. Đó. Cái lưới ga lăng này ha. Đây. Đây. Cái xe này thì chủ nhân cũ có gắn cái bộ body kit. Nhưng mà khi mà bán xe á, thì chủ nhân cũ này yêu cầu là sẽ trả lại cái bộ body kit này cho khách. Thì mình sẽ tiến hành mình trả, nó sẽ thành cái bộ cản nguyên riêng lại cho xe nha quý vị. Đó. Bộ body kit phía trước và phía sau. Đây. Gió xe đây quý vị. Chạy còn rất là dày ha. Đó. Lốp Fortuner thì quý vị phải chạy có gần 100.000 mới thay vỏ ha. Đây, lốp 2019 nè quý vị. Nè, quý vị nhìn thấy nước sơn không? Rất là bóng ha. Nè, những kẻ chỉ nè. Đó, những cái đường khe cửa nè, quý vị thấy không? Rất đều ha. Xe này theo khi quan sát thì hầu như là không có vết trầy xước nào trên xe luôn đó quý vị. Đây, cửa này quý vị, rất sạch sẽ ha. Đó, đây, quý vị nhìn sùng chỉ của xe nè. Còn rất là mới ha. Đó. Và không, đây là sùng nguyên zin từ nhà máy nha quý vị. Nè, quý vị nhìn thấy không? Cửa này chưa hề có hiện tượng tháo mở gì hết nha quý vị. Đây, đây là sơ bộ không gian nội thất bên trong đây. Nè, sàn xe này rất là sạch sẽ nha quý vị. Đó. Ở đây thì cũng có những cái bệ chống, bệ bước chân chống trầy, để khi mình đi lên đây thường rất là dễ trầy những cái vị trí này. Nè, ghế nè bên trong này còn cũng rất là mới quý vị. Đây, nội thất bên trong đó quý vị. Có trang bị đầu DVD theo xe nè, có camera gear rồi. Đó, nói chung là nội thất bên trong còn rất là mới. Đó. Cửa sau đây quý vị. Đây, quý vị nhìn thấy không? Sùng chỉ của xe này quý vị. Đó. Quý vị. Cửa này không hề có hiện tượng tháo mở gì hết nha quý vị. Đây. Đó. Ở trên trong xe này thì quý vị đã thấy là có hàng dặn hàng lạnh phía sau này, có bọc trần rồi nè. Rồi ghế này. Đó. Quý vị thấy không? Không gian nội thất bên trong cũng còn rất là sạch sẽ không quý vị. Đây, bộ vỏ sau đây quý vị. Đó. Vỏ còn rất là dày ha. Đây là những cái chỉ lốp nè. Đây, vỏ đây cũng là 2019. Những cái vỏ này là vỏ theo xe hết nha quý vị. Chạy 30.000 thì không thể nào mà thay vỏ được nha quý vị. Đây. Quý vị thấy không? Những cái đường liên kết giữa về và cái cản sau này rất là liền quý vị.
và những cái bộ đèn này quý vị thấy không, rất là mượt ha. Xe thì có hệ thống cảm biến gear rồi nè. Đó, và ở đây là nịp chống trầy cốp sau, có camera gear rồi. Đây, không gian nội thất phía sau được quý vị. Nè, quý vị hãy cùng Kim quan sát cái cốp sau này ha. Đầu tiên là cốp nè, chưa có hiện tượng tháo mở gì hết nè. Sùng xe cốp sau nè. Đây quý vị, vẫn còn y nguyên bản hay quý vị nè, và những cái mối hàn nè. Đó, quý vị thấy không? Đó, còn rất rất mới nha quý vị. Đó. Đây, cái bộ vỏ đây ạ, cả lốp còn rất là sâu nè. Đây, phía sau đây, đây. Tắp bi cửa còn rất là mới ha. Đây, sùng chỉ trên cái cửa này rồi. Phải nói nội thất còn rất là mới luôn quý vị. Một mẫu xe chỉ chạy khoảng cỡ 30.000 km. Đó. Đây quý vị. Đây. 30.368 km nha quý vị. Đó. Này, quý vị thấy không? Ghế tài nè, rồi những cái bảng tắp bi cửa này. Còn rất mới nha quý vị. Đây, để khi mà nổ máy cho quý vị nghe luôn ha. Rồi. Xe này 2020 thì bảo hành quý vị tới 2023. Nhưng quý vị cứ yên tâm ha, về cái chất lượng sản phẩm. Hơn nữa thì bên Kim luôn cam kết không tai nạn, không ngập nước. Nên quý vị cứ yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm này ha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Kim ra phía trước xem xét chi tiết cái khối động cơ này nha quý vị. Đây quý vị, cái khối động cơ đây ạ. Đầu tiên thì mời quý vị hãy cùng Kim quan sát ốc capo đi ạ. Đó quý vị thấy không, ốc thì không có tháo mở gì hết ha. Rồi sùng chỉ nè. Đây, quý vị. Đó. Rồi quý vị hãy cùng quan sát khối động cơ này quý vị nè. Đó. Ốc của bua không có tháo mở gì hết nè. Rồi những con ốc ở trên cái khối động cơ này không hề có hiện tượng tháo mở gì hết nha quý vị. À, vẫn còn y đánh dấu từ nhà máy nè quý vị. À, rồi những cái mối hàn ở trong cái khối động cơ này nè. Đó, quý vị thấy không? Khối động cơ này rất là sạch sẽ ha. Đó. Còn mới cấu. Và quý vị hãy cùng khiêm lắng nghe cái tiếng nổ của cái khối động cơ này à. Tiếng nổ rất là đều, rất là giòn và những khoảng cách nhiều nhất, những tiếng nổ rất là ok nha quý vị. Đó, và quý vị hãy cùng Kim quan sát gầm xe này. Đó. Đây. Đó, gầm phía bên này quý vị. Đó, quý vị thấy không? Rất ổn rồi quý vị. Đó. Thì hiện tại như Kim nói, mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 990 triệu đồng cho mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2020, chạy khoảng cỡ 30.368 km nha quý vị. Đó, quý vị thích những cái mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động như thế này á thì quý vị cứ vui lòng liên hệ hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Kim để Kim có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.